cận cảnh không khí sôi động trước một trận đấu Carabao Cup sẽ như thế nào hôm nay mình sẽ review cho các bạn nha. Nhớ bật mắt volume lên và cảm nhận nha các bạn ơi. Bài hát đầu tiên đó các bạn, lắng nghe nha. Tiếp theo là bài hát thứ hai khi hai đội tiến ra sân. Và tiếp tục là một bài hát nữa. Và đó là không khí tuyệt vời trước một trận đấu Carabao Cup. Nhớ bấm theo dõi mình để đón xem những video thú vị tiếp theo nha.